Nguyễn Văn Hải sẽ tiếp tục đối đầu với Đàm Ngọc Đức. Và người sẽ chấp nhận thử thách ngày hôm nay, một trong những cái tên nổi tiếng, uy tín và nổi tiếng, đạt được nhiều thành tích bậc nhất của boxing Việt Nam, có thể gọi là lứa đầu tiên của boxing Việt Nam, Nguyễn Văn Hải, người đã có 7 lần liên tiếp giành giải vô địch quốc gia, huy chương bạc quốc gia, một trong những cái tên khi nhắc tới đã có thể hiểu về sự chất lượng trong những trận đấu của anh. Với chiều cao 1m65kg, hạng cân 63,5kg, tay đấm Nguyễn Văn Hải. Và thật ra thì trận đấu này sẽ là trận đấu tập dượt cho Nguyễn Văn Hải. Trong tháng, để tháng 12 sắp tới, Nguyễn Văn Hải sẽ sang châu Phi và tranh đài châu Á. Và nơi đó sẽ có Mai Tiến Sơn, chính là một khách mời của chương trình Việt Nam. Và đang xuất hiện trên màn ảnh của chúng ta, một người hậu bối của Nguyễn Văn Hải khi cả hai còn đầu quân cho đội tuyển Công an Nhân dân. Cái tên đã vượt qua là đàn anh khi họ đụng độ tại cúp các câu lạc bộ toàn quốc. 3 lần liên tiếp góp mặt tại SEA Games. Cái tên hiện tại đang đầu quân cho đội tuyển Đồng Nai, đội tuyển thành viên của đội tuyển quốc gia. Tay đấm Vũ Thành Đạt. Và người tiếp theo sẽ thách thức Nguyễn Văn Hải, một cái tên đầy tiềm năng của đội tuyển boxing quốc gia, Đàm Ngọc Đức, một cái tên sinh năm 1998 với chiều cao 1m73. Một trận đấu tôi tin chắc rằng chưa từng có ở Việt Nam. Mặc dù đây chỉ là một trận đấu giao hữu, tôi xin nhắc lại đây là một trận đấu giao hữu, và thành tích của họ sẽ không được ghi nhận trên BoxRec. Tuy nhiên, với mô típ của một trận đấu 6 hiệp với Nguyễn Văn Hải, đây chắc chắn sẽ là một cuộc đối đầu vô cùng đáng xem. Thật ra cũng đã nằm trong kế hoạch của VSP, đó chính là tổ chức một cái mô típ trận đấu, đấu tập gần như là chuyên nghiệp để Nguyễn Văn Hải quen dần với cảm giác võ đài. Bởi vì thực ra bây giờ để mà một võ sĩ có thể đối đầu với Nguyễn Văn Hải là rất ít và rất khó. Chúng ta buộc phải làm một phép cộng như thế này. Nguyễn Văn Hải góc đài đỏ, Vũ Thành Đạt ở góc đài xanh, và ngay lập tức Vũ Thành Đạt có những tình huống tấn công bằng đòn tay trái về phía Nguyễn Văn Hải. Nguyễn Văn Hải đang chủ động giảm nhịp độ trận đấu vì anh ta biết rằng là anh ta sẽ phải thi đấu trong vòng 6 hiệp. Nguyễn Văn Hải đã từng gây ấn tượng trong một trận đấu diễn ra hồi tháng 8 vừa qua, nếu tôi nhớ không nhầm, knock out đối thủ người Bangladesh trong 11 giây. Trận đấu đó thậm chí camera còn chưa kịp lại gần hai võ sĩ thì Nguyễn Văn Hải đã đấm gục tay đấm tới từ Bangladesh. Trận đấu ở Grand Hồ Tràm, nếu tôi nhớ không nhầm, trước đối thủ người Bangladesh là Abdul Muttalib. Chính xác là Abdul Muttalib. Nhưng bây giờ thì với những gì đã quen thuộc về đối phương thì Nguyễn Văn Hải và Vũ Thành Đạt đang mang tới chúng ta một trận đấu với tốc độ rất cao. Tôi vẫn còn nhớ những đoạn clip mà Nguyễn Văn Hải cầm đích đấm cho Vũ Thành Đạt và Nguyễn Văn Đương ở đội tuyển Công an Nhân dân. Một trong những clip tập luyện rất thú vị của boxing Việt Nam mà tôi đã từng được xem qua. Bây giờ được trực tiếp chứng kiến hai người họ đối đầu với nhau. Cú đấm có phần hơi thấp từ phía Vũ Thành Đạt. Rõ ràng là việc Nguyễn Văn Hải đang chủ động giảm nhịp độ trận đấu ngay từ những giây đầu tiên cho đến thời điểm hiện tại đang nằm hoàn toàn trong chiến thuật của anh ta. Nguyễn
Văn Hải đánh rất tính toán. Rõ ràng là bắt buộc phải tính toán khi trận đấu sẽ diễn ra trong vòng 6 hiệp đối với Nguyễn Văn Hải. Và sắp tới đây sẽ là 8 cho đến 10 hiệp. Chắc chắn rồi, một trận tranh đài châu lục theo bộ luật chuyên nghiệp thì sẽ buộc phải diễn ra từ 8 đến 10 hiệp. Võ sĩ đang quen với bộ luật thi đấu boxing nghiệp dư như Vũ Thành Đạt thì tốc độ của họ là rất nhanh, đặc biệt là những đòn đấm thẳng. Tuy nhiên thì đó là những đòn đấm để tính điểm, và cách tính điểm trong bộ luật chuyên nghiệp hoàn toàn khác, đó chính là buộc phải gây sát thương. Buộc phải gây sát thương là đối phương. Đánh của bạn phải để trọng tài thấy được rằng là có tác động rõ ràng tới tư thế, tới thái độ, tới khả năng thi đấu của đối thủ. Đó mới là điều quan trọng. Và đặc biệt là bạn phải giữ thể lực trong suốt một thời gian dài. 10 giây cuối của hiệp 1 và tình huống tấn công của Vũ Thành Đạt bắt đầu cho thấy hiệu quả khi chúng ta quan sát kỹ gương mặt của Nguyễn Văn Hải. Vùng mắt trái của anh đã bắt đầu tấy đỏ rồi. Chính xác. Nhưng dường như dựa trên những gì Nguyễn Văn Hải đang tương tác với đội ngũ săn sóc viên của mình thì đó là một tình huống húc đầu, chứ không hoàn toàn là một tình huống ra đòn đập. Đây là Vũ Thành Đạt và người đang tham gia hỗ trợ anh không ai khác chính là người đồng đội thân thiết Nguyễn Văn Đường của đội tuyển boxing quốc gia. Sự rất khó tả khi phía bên kia là người đàn anh của mình và bây giờ thì họ đang đối đầu nhau dù chỉ là một trận đấu giao hữu thôi. Thật ra thì chúng ta nên nghĩ đây là một trận đấu giao hữu và cũng là một trận đấu tập thì sẽ thoải mái, không có gì là quá áp lực đối với cả hai bên cả. Và bây giờ đã là hiệp thi đấu thứ hai. Trước sau gì thì bạn sẽ phải chịu đòn trước một võ sĩ hoàn toàn xa lạ đến từ nước ngoài thôi. Vũ Thành Đạt vẫn đang thi đấu khá thoải mái. Tình huống nhả tay sau tốt của Thành Đạt. Rõ ràng là trận đấu đang diễn ra ở một chất lượng chuyên môn rất cao đến từ cả hai võ sĩ là thành viên của đội tuyển quốc gia. Pha trả đòn của Vũ Thành Đạt là rất nhanh. Nguyễn Văn Hải thì đặc biệt chúng ta có thể thấy được áp lực trong các tình huống ra đòn. Tình huống nhả tay của Vũ Thành Đạt thực sự là rất nhanh. Thật ra thì các bạn nên nhớ Vũ Thành Đạt cũng đã quen với bộ luật boxing chuyên nghiệp khi năm 2018 anh ta đã sang Hàn Quốc thi đấu với một đối thủ Hàn Quốc và knock out được đối thủ ở ngay hiệp thi đấu thứ 3 hay thứ 4 đó, tôi không nhớ. Và năm 2019 thì Vũ Thành Đạt cũng đã xuất hiện tại Victory 8 The Legend of Hoàn Kiếm, một trong những sự kiện lớn, có thể nói là sự kiện lớn nhất từng được tổ chức của boxing Việt Nam, một sự kiện có thể nói là lịch sử khi bộ môn boxing được thi đấu ở trung tâm của thủ đô Hà Nội. Và Vũ Thành Đạt là một trong những nhà vô địch của boxing Việt Nam đối đầu với các tay đấm tới từ Australia và Philippines. Nên là việc anh ta đã quá quen với nhịp độ thi đấu là điều không còn làm lạ. Xa lạ nữa. Lúc này thì chúng ta có thể thấy là Vũ Thành Đạt đang gây những khó khăn nhất định với Nguyễn Văn Hải. Đây chưa phải là thời điểm để Hải làm nóng người của mình. Thật ra là Hải hiện tại đang giữ nhịp độ trận đấu thôi. Vấn đề thực sự tôi đang lo lắng là Nguyễn Văn Hải cần bảo đảm là không nhận quá nhiều sát thương, quá nhiều sát thương trong những hiệp đấu đầu tiên. Điều mà tôi lo lắng nhất đó chính là Hải sẽ làm gì khi mà đối thủ của anh ta là người tiếp theo Đàm Ngọc Đức bước lên đài. Để xét về kinh nghiệm lẫn thành tích thì rõ ràng Đàm Ngọc Đức sẽ rất khó so sánh được với Vũ Thành Đạt hay là Nguyễn Văn Hải. Nhưng vấn đề chính là một tay đấm trẻ còn nguyên sức sẽ bước vào hiệp đấu thứ tư của mình. Đúng là như vậy. Một cú móc số 6 và một đòn body shot cực kỳ tốt của Vũ Thành Đạt.
Thành Đạt hoàn toàn có thể chơi tất tay trong 3 hiệp này. Nhưng đối với Nguyễn Văn Hải thì không. Đó chính là thử thách rất lớn đối với Nguyễn Văn Hải. Thực sự thì đối với tôi, những trận đấu giao hữu, những trận đấu tập như thế này vừa là một tín hiệu tốt và cũng là vừa là một điểm khá đáng tiếc đối với những bác sĩ của Việt Nam khi mà họ đang thiếu sân chơi. Sân chơi và cái khả năng để họ làm quen với những trận đấu nhiều hiệp. Ví dụ chúng ta đã nói ở đầu trận đấu này thì tìm được một cái tên có thể đối đầu với Nguyễn Văn Hải từ 4 hiệp trở lên mà một trận đấu cân sức để anh ấy sẵn sàng bước ra nước ngoài thi đấu rất khó để điểm tên vào lúc này. Khó. Ngược lại thì đối với những trận đấu kéo dài từ 6 hiệp, 8 hiệp cho đến 10 hiệp, có thể chúng ta có thể dùng cách để đổi đối thủ, nhưng thực ra vẫn sẽ rất khó để có thể tạo được một sự tương đồng. Nhưng dù sao thì hiện tại đây vẫn là phương án tốt nhất. Khó hơn hơn không? Chính xác. Tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều cái tên có thể được làm quen với những con số là 6 hiệp và 8 hiệp. Thật ra thì boxing Việt Nam bây giờ đang trở lại từ con số 0 sau cái thời điểm dịch Covid-19. Chính xác. Nên là chúng ta vẫn sẽ lại phải cần thời gian. Tình huống ra tay rất nhanh, một cú móc của Vũ Thành Đạt. Và đặc biệt phải nói rằng đây là một hai trận đấu, hoặc có thể nói gọn lại là đây là một trận đấu tập mà cực kỳ cần thiết với Nguyễn Văn Hải, khi trong các sự kiện gần đây thì không có cái tên nào làm khó được Nguyễn Văn Hải cả, thực sự tạo áp lực. Vậy nên sự xuất hiện của Vũ Thành Đạt lại càng đáng quý. Khi mà chúng ta tìm được một đối thủ tương đồng, có thể nói là tương đồng nhất vào cái thời điểm hiện tại, và đứng ở xa góc đài của Nguyễn Văn Hải, đó chính là võ sĩ Thái Hoàng Huy, người sẽ có mặt tại sự kiện The Grand Hồ Tràm vào tháng 11 sắp tới trước đối thủ người châu Phi. Chúng ta đang có những sự hình dung đầu tiên về những võ sĩ Việt Nam đi ra nước ngoài thi đấu. Chúng ta đã thấy con đường từ VSP Pro tới những sự kiện VSP Fortune, chúng ta thường gọi là VSP Fortune, được diễn ra tại The Grand Hồ Tràm. Sau đó biết đâu sẽ là một trận tranh đai thế giới thì sao? Thì thật ra thì sự kiện VSP Pro nó vẫn là một cái thực hiện để tập các để các võ sĩ Việt Nam cọ sát và tập luyện với nhau nhiều hơn là thi đấu. Vì thật ra là khi mà các bạn đi ra nước ngoài thi đấu thì không có một trận đấu boxing nào, rất ít những trận đấu boxing chuyên nghiệp diễn ra ở 4 hiệp. Tối thiểu sẽ là 6 hiệp. Đơn giản bởi vì đối với họ thì những trận đấu 4 hiệp họ tương sẽ không đấu với những đối thủ nước ngoài. Và khi chúng ta gặp những đối thủ nước ngoài thì đối với họ chúng ta cũng là người nước ngoài, và cũng phải là những trận đấu 6 hiệp thì mới thực sự đúng với tầm vóc và mục tiêu của họ. Hoàn toàn là chính xác. Và những trận đấu 4 hiệp thì về khả năng kinh tế là hầu như không có bằng những trận đấu 6 hiệp trở lên. Chính xác. Và lúc này thì Nguyễn Văn Hải đang vẫn đang có những tính toán nhất định. Anh ta sẽ tính toán cho đến hiệp đấu thứ tư, khi mà anh ta gặp Đàm Hồng Đức, một võ sĩ trẻ của đội tuyển Việt Nam. Lúc này thì đã rất khó khăn trước Vũ Thành Đạt rồi, nhưng Nguyễn Văn Hải vẫn hoàn toàn bình tĩnh, rất bình tĩnh, đúng là thể hiện sự đẳng cấp của một võ sĩ hàng đầu Việt Nam. Chất lượng chuyên môn rất cao và tương đối là thú vị đối với những khán giả lần đầu tiên xem những thể thức trận đấu như thế này. Huấn luyện viên Ali
một huấn luyện viên tương đối quen thuộc đối với những khán giả tại VSP khi là người trực tiếp băng tay cho các võ sĩ. Và bây giờ góc đáy xanh sẽ là Đàm Ngọc Đức, một võ sĩ có sải chân và thế tấn ngược lại, điều mà tôi tin rằng là không thể xuất hiện trong các trận đấu chuyên nghiệp. Các võ sĩ có thể đánh hai tấn nhưng thường họ sẽ luân chuyển với nhau. Chúng ta bắt đầu thấy Nguyễn Văn Hải có những bước di chuyển rõ ràng hơn, cắt góc. Đây mới là thời điểm để Nguyễn Văn Hải mở máy. Điều hoàn toàn nằm trong dự định của Nguyễn Văn Hải. Nguyễn Văn Hải sẽ không... Tôi nghĩ là Nguyễn Văn Hải sẽ không mở máy ngay từ hiệp thi đấu này, tại vì là Đàm Đức vẫn đang còn sung sức. Nhưng vấn đề chính là việc anh ấy không thể mãi co cụm lại phòng thủ được. Điều đó cực kỳ ảnh hưởng tới cơ bắp. Bởi vì khi mà cơ bắp đã rơi vào trạng thái co cứng trong một thời gian, chúng ta có thể thấy là 9 phút đến 12 phút thì để rất thực sự mệt mỏi. Để thực sự có thể giải phóng được những cái acid lactic ở trong cơ bắp và lại còn buộc cơ bắp phải vận động thì điều đó là không hề đơn giản. Thế nên sự tính toán đối với những võ sĩ chuẩn bị có trận đấu 8 hiệp đến 10 hiệp như Nguyễn Văn Hải là điều cực kỳ phải thận trọng. À, tôi nghĩ là Nguyễn Văn Hải sẽ chờ thời cơ và tôi nghĩ là hiện tại thì anh ta sẽ đang khởi động dần. Vì tôi nghĩ đối với bản thân anh ta là 3 hiệp vừa rồi là đang làm nóng, làm nóng có thể gọi là làm nóng. Và chắc chắn rằng những khán giả cũng muốn chứng kiến nhiều hơn những tình huống ra đòn của Nguyễn Văn Hải. Một cái tên đang sẵn sàng đối đầu với hai người hậu bối của mình ở đội tuyển quốc gia. Những đòn rất nhanh của Đàm Ngọc Đức. Và Đàm Ngọc Đức thật ra là đang lợi thế hơn về sức trẻ, thể lực. Và thật ra đặc biệt là thế đứng của mình. Những thế đứng southpaw luôn đứng bên ngoài đối phương. Và cả chiêu cao và sải tay nữa chúng ta có thể quan sát thấy rất rõ ràng. Lúc này thì những tình huống tấn công ở tay trái Nguyễn Văn Hải vẫn chưa thực sự tạo ra nhiều khó khăn đối với Đàm Ngọc Đức. Ra thì cả hai võ sĩ đều đã gặp nhau tại giải vô địch toàn quốc 2021 và chiến thắng thì các bạn cũng đã không có gì khó đoán cả, chiến thắng luôn thuộc về Nguyễn Văn Hải, người có nhiều kinh nghiệm hơn trong sàn boxing. Hiện tại thì Vũ Thành Đạt cũng mới giành được một chiến thắng trước Nguyễn Văn Hải. Và từ đó cả hai cũng hầu như không gặp lại nhau. Lột tay dài thôi. Nếu mà chuyên nghiệp gì đấy thì em được. Bình tĩnh như thì Đàm Đức chủ động hơn Nguyễn Văn Hải ngay từ những giây đầu tiên. Nguyễn Văn Hải đang lựa chọn chiến thuật của mình, đó chính là phòng thủ và phản công. Hôm nay thì tốc độ của anh vẫn đang bị ảnh hưởng, không có sự thoải mái như trước nữa. Trong khi đó đối với Đàm Ngọc Đức đây mới chỉ hiệp 2 mà thôi.
nguy hiểm khi mà Đàm Ngọc Đức có thể thoát góc kịp thời. Vô tình có ra tay sau tốt của Văn Hải. Ra điểm mạnh của Nguyễn Văn Hải đó chính là phản công, không phải là đối công đối với những võ sĩ có thể hình vượt trội hơn. Nguyễn Văn Hải cũng rất nổi tiếng với những khả năng lách né đòn và phòng thủ trước khi bắt đầu ra những đòn đánh quyết định. Anh ta chỉ cần một tình huống và có thể thay đổi cục diện cả trận đấu. Thế nên là Đàm Ngọc Đức hãy cẩn trọng. Chỉ cần một tình huống thôi. Tổ hợp đòn rất nhanh của Đàm Ngọc Đức. Là một đòn tay sau tốt của Hải. Vừa rồi là một tình huống ra đòn khá nguy hiểm của Đàm Ngọc Đức khi đánh trúng Nguyễn Văn Hải trong thời điểm Văn Hải đang tựa lưng vào dây đài. Lại là một tình huống body shot tốt. Thật ra thì tôi nghĩ phong cách của Văn Hải đó chính là tựa dây đài và chơi thời điểm phản công. Tuy nhiên là anh ta hoàn toàn bị động để bị tựa vào dây đài như thế. Đấu này thì Đàm Ngọc Đức cũng đã thể hiện mình tương đối tốt thì luôn chủ động tấn công và đưa ra những tổ hợp đòn khiến cho Nguyễn Văn Hải khó khăn. Thi đấu cuối cùng. Hiệp thi đấu thứ 6. Hiệp thi đấu cuối cùng đối với Nguyễn Văn Hải. Và đây mới chỉ là hiệp thi đấu thứ 3 đối với Đàm Ngọc Đức. Chúng ta chắc chắn vẫn đang chờ đợi nhiều hơn những tình huống tấn công của Nguyễn Văn Hải. Tình huống giáp rất tốt của Văn Hải. Là những đòn tấn công nhưng chưa thực sự hiệu quả đến từ Đàm Ngọc Đức. Hiệp đấu cuối cùng, hiệp đấu của những nhà vô địch. Theo cách của dân trong nghề nó là như vậy. Chính xác là những hiệp đấu mà sẽ ảnh hưởng rất nhiều khi tới kết quả cũng như hình ảnh của họ trong mắt các giám định. Tình huống body shot tốt của Văn Hải. Vừa rồi là một pha phản công của Đàm Ngọc Đức với một cú đấm móc bằng tay phải. Bây giờ mới là lúc mà Văn Hải thể hiện mình. Văn Hải có những bộ di chuyển tương đối giống như Floyd Mayweather khi di chuyển quanh góc đài tìm thời điểm phản công.
và đặc biệt là những cú pull through của anh ta rất chính xác. Rất nguy hiểm khi suýt chút nữa thì Văn Hải đã dính một đòn đấm móc bằng tay phải của Đào Ngọc Đức. Vừa rồi là một đòn đấm chính xác của Đào Ngọc Đức. Tình huống nhả tay jab rất là nhanh. Hai mươi giây cuối. Lần này thì Nguyễn Văn Hải vẫn đang cố gắng để có thể duy trì được thể lực của mình. Thi đấu kết thúc. Và như vậy trận đấu đã kết thúc. Đấu có chất lượng chuyên môn rất cao đến từ cả ba võ sĩ. Cả ba võ sĩ đều thuộc biên chế của đội tuyển quốc gia. Đây là huấn luyện viên Ali, người sẽ theo sát cùng Hải vào tháng 12 sắp tới tại Botswana châu Phi. Một trận đấu tranh đai. Chúng ta cùng theo dõi lại những tình huống đáng chú ý của thi đấu này. Trình diễn bằng đẳng cấp của những tay đấm thuộc đội tuyển quốc gia của bóng sinh Việt Nam. Và xin cảm ơn các quý vị đã đến với VSP Pro lần thứ 9. Xin cảm ơn bình luận viên Trần Tấn Quang Đạo đã đồng hành cùng với tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.